Đúng rồi. Để bắt đầu vào buổi học. Để bắt đầu vào buổi học, mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay đủ duyên quý thầy về Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh để có buổi giảng Phật pháp với đại chúng. Thì lâu quá rồi cũng không có dịp để về Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh. Thì lâu nay quý Phật tử khỏe hết không? Khỏe hết ha. Rồi có đến tu tập thường không? Lúc về lúc khác hả? Lúc về lúc khác. Thì trước tiên thì Tỉnh Khang cũng có lời thăm hỏi quý Phật tử, quý Phật tử giữ sức khỏe. Rồi kế nữa là Tỉnh Khang cũng có đôi lời với lại quý Phật tử là mình là sinh trong cái cõi đời này, cái tuổi thọ của mình đó cũng thấy là nó dài nó ngắn, tuổi thọ mình dài hay ngắn? Ngắn phải không? Có ai dám sống mà nói mình sống tới 100 năm không? Thôi không, đâu có biết đâu, đúng không? Không biết mình sống giờ bao nhiêu tuổi thì ra đi, đúng không? Thì đại chúng thấy đó, cái mạng người trong kinh Phật nói đó là sao? Mạng người trong hơi thở, đúng không? Không ai định được mình là mình sống 70, 80 tuổi hay là 100 tuổi, không ai định được cái vấn đề chết hết, đúng không? Cho nên mình chỉ biết là hơi thở mình vào mà không hít ra là hết một đời, đúng không? Cho nên á, giờ mình nghiệm lại mình mới thấy đời người rất là mong manh, đúng không? Mong manh. Rồi cái ngày tháng qua năm mau không? Thoáng một ngày là hết, đúng không? Thoáng một ngày là hết rồi đó. Rồi qua ngày sau, rồi tiếp tục ngày sau nữa. Thì quý Phật tử thấy đó, mình đó còn được cái phước. Quý Phật tử biết là cái phước gì không? Cái phước đó là mình gặp được Phật pháp, đúng không? Mình gặp được một hướng đi nó rõ ràng, nó sáng sủa. Đó là cái lời mà Hòa Thượng Trúc Lâm, phải không? Trong ngày dài á,
Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài định một cái hướng đi cho mình, có nghĩa là giáo pháp của Phật Ngài tuyên dương giữa cõi đời này, đúng không? Thì chúng thấy không, cái lời của Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài dạy đó, qua những cái năm tháng mà ở chân không về thượng chiếu lên Trúc Lâm, để chúng thấy á, mình nghe qua rồi đó, mình mới thấy cái hướng đi Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài định cho mình một hướng đi, chỉ cho mình hướng đi rất là tươi sáng, đúng không? Rồi bây giờ bên này xa đất nước, ở bên 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 này đó, là chúng thấy đó là chùa chiền không có nhiều, đúng không? Chùa chiền có nhiều như bên Việt Nam, đôi khi có những người người ta đi cũng mấy giờ đồng hồ mới tìm một cái ngôi chùa, một thiền viện để mà đó, hơi cắt cái này dùm đi thầy, thầy cắt cái này, cắt cái này không? Dạ. Đôi khi đại chúng thấy đó, có những nơi đó, những nơi người ta tìm một cái ngôi chùa, một cái thiền viện để mà có chỗ để nương tựa những nơi tinh thần, học Phật Pháp. Mà đôi khi các vị đó người ta đi cả mấy giờ đồng hồ mới tới một ngôi chùa, mới tới một thiền viện để được nghe Pháp, đúng không? Đó, mà nhất là hồi xưa mà Tỉnh Khang nghe bên Canada có một Phật tử đó muốn đi đến chùa để mà nghe Phật Pháp đó, là cả một vấn đề, cả một vấn đề tìm để nghe tiếng Việt, người quý thầy nói tiếng Việt đó là cả một vấn đề. Mà đôi khi đường thì xa, trời thì mưa tuyết đó, mà tìm được thiền viện để học là cũng khó lắm, tìm một ngôi chùa để nghe Phật Pháp cũng phải không phải dễ. Mà đôi khi mình đó, thường đó thì chúng thấy cái bệnh của chúng sinh là sao? Cái gì mà có trong tay rồi thì sao? Cái gì mà có trong lòng bàn tay rồi thì sao? Mình dễ coi xem thường, đúng không? Dễ xem thường đó. Cho nên mình không có quý. Mà khi mà cái ở cái mà nằm trong lòng bàn tay mình đó, nó len hoặc những cái kẻ tay nó bay đi mất đó, thì sao? Thì nuối tiếc, đúng không? Cho nên đó, đại chúng biết đó, là mình có một ngôi đạo tràng, một cái chỗ để mà thỉnh thoảng hàng tuần mình trở về, mình nghe quý thầy nhắc nhở, không? Quý thầy sắp tới, hay quý thầy chia sẻ Phật Pháp, hay quý thầy nhắc lại những lời Phật dạy vân vân, thì đó là cái phước quý Phật tử, phước quý Phật tử đó. Mà đôi khi mình không thấy cái quý đó, thấy điều quý đó, đúng không? Cái điều quý đó mà khi mà nó qua gọi là mất cái thời cơ rồi đó, mình tìm không có. Hàng tuần là được quý thầy nhắc nhở, quý thầy hâm nóng là cho quý Phật tử trong hiểu biết Phật Pháp và sự tu, thì cái đó mình phải trân trọng quý. Mà mình phải làm sao lập tâm trì vững, ý chí phải mạnh, phải không? Mình khi bắt đầu giờ cái ở ngoài người ta nói hay bắt đầu vào cuộc chơi rồi đó thì sao? Không bỏ cuộc, phải không? Không bỏ cuộc. Còn mình bỏ cuộc là tức có nghĩa là mình sao? Có nghĩa mình thua cuộc, đúng không? Mình thua cuộc. Cho nên khi bắt đầu cuộc chơi rồi phải đi đến nơi đến chốn, thấy không? Không có bỏ nửa chừng. Thì trong sự tu của mình cũng vậy đó. Khi mà hạ quyết tâm rồi phải làm đến nơi đến chốn, không có bỏ nửa chừng. Cho nên đây chúng biết á, chúng biết là ở trong kinh đó Phật cũng thường hay nói đó, là làm được thân người á, nó khó, nó dễ. Khó phải không? Như rùa mù tìm bọng cây, phải không? Ở trong biển á, tìm bọng cây để chui vào đó là cả một vấn đề, thưa đại chúng. Phải không? Rồi làm người mà biết được Phật Pháp á, nó sao? Cũng càng khó nữa, đúng không? Rồi biết Phật Pháp rồi đó mà đúng với chánh Pháp á, khó dễ.
cũng khó đúng không? Cho đại chúng mà nãy đọc mà tam quy ngũ giới đó, quy tăng là quy gì? Quy y với các vị tăng tu hành đúng chánh pháp của Như Lai, phải không? Phải đúng chánh pháp. Ừ. Cho nên đó là mình đó là đi theo hòa thượng Trúc Lâm ngày dạy chỉ cho mình hướng đi vậy đó. Rồi quý thầy qua bên này là quý thầy đã hấp thu cái tư tưởng của sư ông rồi, phải không? Tức là học học theo sư ông là bao nhiêu năm trời bên Việt Nam, rồi qua bên này đại chúng biết là cái tư tưởng đó, giữa thầy và trò ảnh hưởng với nhau rất là nhiều, thấy không? Đại chúng thấy đó, ông thầy như thế nào, đệ tử như thế đó. Tại vì sao? Thường thường ảnh hưởng tư tưởng của ông thầy đi như thế nào, đệ tử đi như thế đó, ảnh hưởng rất là nhiều, đại chúng thấy không? Thí dụ mình nói nè, ông thầy mà nghiêm á, thấy không? Đệ tử nghiêm không? Ảnh hưởng. Ví dụ ông thầy mà ông giỡn hoài đó, thí dụ ông vậy đi ha, thì đệ tử giỡn không? Giỡn đúng không? Cho nên mình nói như đó, cái tư tưởng ông thầy, cái gì ông thầy thì ảnh hưởng rất là nhiều, thấy không? Rất là nhiều. Cho nên quý thầy bên Việt Nam qua đây để đem những cái tư tưởng mà sư ông dạy đó, sư Trúc Lâm dạy đó, thì chia sẻ cho quý Phật tử hàng tuần, quý Phật tử tụ tập về để nghe quý thầy nhắc nhở, quý thầy hâm nóng lại, quý thầy sắc ấn để cho quý Phật tử biết rõ cái sự tu, nắm vững sự tu, và đồng thời á, niềm tin vững sâu vững trên Phật pháp, hay nói cách hơn đó, tâm Bồ Đề nó vững vững chắc, không có bị lùi sụp đó. Cho nên đại chúng nhớ mình phải trân trọng, phải không? Có một ngôi đầu tràng rồi, phải ráng cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian để về hàng tuần nghe quý thầy ôn lại, không thầy ôn lại nhắc lại, đó là cái phúc đó. Và đôi khi mình có cái phúc rồi thì mình sao không 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 thấy cái giá trị của nó, khi mà qua rồi mình mới thấy ủa sao qua cái thời rồi muốn tìm mà tìm không được, đúng không? Đó, cho nên có những cái điều để mà nhắc nhở quý Phật tử như vậy ha. Thì mà quý thầy nhắc quý Phật tử đó cũng là tự nhắc quý thầy, phải không? Mà tự nhắc quý thầy đó, thì đại chúng biết đó là quý thầy đó có phải đã thăng tăng chưa, phải thăng tăng chưa hả? Chưa phải thánh tăng phải không? Quý thầy là phàm tăng nha, nhớ quý thầy chỉ là phàm tăng thôi chứ không phải là thánh tăng, đúng không? Cho nên phàm tăng thì sao, còn phải tu đúng không nè? Còn phàm tăng thì còn phải tu nữa. Cho nên quý Phật tử đừng có, đôi khi đừng có thần tượng quý thầy hết, tham sân si phiền não sắc bốc ở trong, không có phải không? Đừng có nghĩ như vậy, quý thầy cũng còn những cái dở đúng không? Còn những cái dở thì quý thầy trên đường tu mà quý thầy đi kiện toàn cái tập nghiệp tập khí đúng không? Đó, cho nên vẫn còn chứ không phải là không còn những cái xấu dở. Thì mình là Phật tử đó, thì đôi khi mình có một số vị Phật tử hơi khắt khe một chút khắt khe đòi hỏi quý thầy nhiều quá không được, thưa đại chúng phải không? Đòi dù đòi 8 phần 10 phần làm sao có, đúng không thưa đại chúng? Khó lắm. Cho nên quý thầy vẫn là vì những gì còn đang tu, chưa phải là thánh tăng, thì còn những cái dở. Đôi khi mình Phật tử đó hay sao, có những cái phải thông cảm, đừng đòi hỏi nhiều quá. Mà đòi hỏi nhiều quá thì không có đúng tiêu chuẩn các vị đó thì sao, không được, không đúng tiêu chuẩn của mình đó thì mình sao? Mình dễ quạo lắm đúng không? Dễ quạo. Cho nên đó là mình phải thông cảm thôi, kệ vậy được rồi, trên 50% là được rồi đúng không? Chứ đừng đòi hỏi 100% hay 90%, thưa khó lắm, không phải dễ phải không? Cho nên hiểu vấn đề này rồi đó thì mình tu cái niềm tin mình ở Phật pháp nó thoáng, đồng thời cái đường đi của mình đó,
nó dễ tiến hơn. Còn đôi khi mình và mình thấy cái thầy phải là như vậy, như thế kia, thế nọ đó, đổi quá nhiều thì mình sẽ gãy đổ, đúng không? Mình tự gãy đổ, tự mình thấy vậy cái tự nhiên cái mình không theo nữa rồi thôi. tự mình sụt lùi, tự mình làm gãy đổ sự tu của mình mà thôi, phải không? Đó, cho nên hiểu cái đó rồi thì mình thông cảm. Thông cảm rồi trên đường tu mình từ từ nó sẽ đi lên, thấy không? Cho nên á, vấn đề ở đây đại chúng biết á, là mình á, từ người xuất gia cho đến người tại gia mà nó hướng ngoại nhịn lỗi người đó thì không bao giờ tu tiến, phải không? Không bao giờ tu tiến nổi đấy. Cho nên phải nhịn mình. Đôi khi cái gì mình thông qua được thì mình cứ thông qua cho nó nhẹ nhàng, đúng không? Nhẹ nhàng. Đôi khi mình thấy đó, cái gì người ta phạm, thấy không, mà mình không có phạm đó, thì mình mừng cho mình, mừng cho mình. Chứ đôi khi mình thấy người ta phạm, đôi khi mình mang cái tâm này tâm nọ đó mình thì nó không có hay, không? Mình mang cái tâm thứ nhất á, mình thấy người ta sai, người ta phạm, cái mình tự nhiên mình thấy mình hơn người ta, đúng không? Thấy mình hơn, mà thấy mình trong sạch hơn, mà thấy mình cao thượng hơn, mà thấy mình trong sạch hơn. Ở đôi khi mình mang tâm khinh thường, mang tâm khinh thường đó là tâm gì? À, mà ngã mạn là cái đó là phải đúng tông chỉ của Phật dạy không? Phật dạy là cái tông chỉ của Phật là gì? Vô ngã, đúng không? Mà mình bây giờ mình kiêu ngạo quá thì sao? Cái ngã bự không? Cái ngã bự, đúng không? À, chúng thấy cái người mà ngã mạn nhiều chừng nào thì cái nguy hiểm nó càng nhiều chừng đó. Ừ, đúng không? Cho nên thường có cái câu ở trên cái đỉnh, cái chỗ cao chừng nào, phải không? Cái chỗ cao, đứng ở trên cái mỏm đá cao chừng nào thì sao? Trên cái núi cao chừng nào đó thì kế bên đó là gì? Kế bên là vực thẳm, phải không? Cho nên kế bên cái người cao, cái là cái ngã mạng cao chừng nào, cái vực thẳm kế bên đó, cái nguy hiểm cái lọt xuống cái rớt cũng tan thân mất mạng đó. Cho nên tu làm sao phải hạ cái ngã của mình, không? Cái ngã mình đừng thấy mình dội, đừng thấy mình hay, đừng thấy mình cao thượng, đừng thấy mình trong sạch, không? Mình còn dở nhiều lắm thưa đại chúng, đúng không? Tại đại chúng thấy là sao, trong vô lượng kiếp sinh tử của mình đó, cái tập nghiệp của mình một đời sinh ra đó, mình quân tập cái chủng tử lành nhiều, chủng tử ác nhiều. Một đời thôi mà nhiều đời, nhiều kiếp trôi lăn trong vô lượng kiếp sinh tử đó, cái quân tập chủng tử xấu nhiều lắm, quân tập cái chủng tử lành rất là ít. Để chúng thấy không? Tham lam sân giận ganh tị đố kỵ hơn thua phải quấy nó rất là nhiều. Mình thôi, mình thấy trên phương diện năm giới thôi, người tại gia năm điều giới đó, nói ở ngoài họ tạo nghiệp nhiều không? Ở ngoài ta tạo nghiệp rất là nhiều. Có vấn đề sát sanh, sát sanh họ ăn làm sao? Ăn mạng, đúng không? Họ ăn mạng. Rồi đôi khi họ sao họ giết con này giết con nọ, khi ăn mà mình thấy ăn trên sự đau khổ chúng sinh. Như vậy là cái nghiệp lành hay là nghiệp dữ gieo trong đời này, nghiệp lành hay là nghiệp dữ nhiều? Tại chúng như thấy nhiều đó thôi. Tại chúng thấy không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đôi khi là chúng thấy những cái nghiệp mà nghiệp nhân xấu gieo rất là nhiều, đúng không? Một đời thôi mà nhiều đời nhiều kiếp vậy cộng lời nhiều ít, đúng không? Đó, cho nên đó là trên đường tu của mình đó, phải nhìn lại mình, phản chiếu lại mình. Đôi khi ở trong này nó chưa trỗi dậy, nó còn nằm yên đó, còn nằm yên, nằm chìm trong cái đáy sâu của gọi là cái chủng tử nghiệp thức, nằm trong sâu dưới đáy của tàn thức, mà nó chưa có đủ duyên là nó bộc khởi thôi, nhưng phải chưa phải là hết. Cho nên trên đường tu của mình nên loại trừ những cái tập nghiệp, tập khí rồi xấu dở còn nhiều lắm.
Cho nên cái người nào mà tự hào, tự cao, mình trong sạch, mình thanh tịnh, mình cao thượng, mình gì, mấy cái đó là đi sai rồi. Đi sai công chỉ của người tu Phật. Thấy không? Cho nên mấy cái đó chúng ta phải trọng. Càng tu càng thấy mình cái lỗi mình càng nhiều, cái dở mình càng nhiều, cái người đó là tu đúng. Thấy không? Tại vì có nhìn lại mình, quán chiếu lại mình, soi sáng mình mới thấy được cái dở của mình. Chứ còn không có quán chiếu, không soi sáng, không nhìn, không nhìn lại mình thì không có dở thấy. À, cái đó là cái phải lưu tâm ha. Rồi thôi nhiều đó thôi, nhắc nhở chung chung ha. Bây giờ Khánh Khang có một cái bài kinh ở trong tập A Hàm để chia sẻ đại chúng hôm nay. Cái bài kinh này thì nó cũng không có, không phải là cao, phải là nó cao siêu lắm, nhưng mà nó rất là gần gũi, mà cũng phải là dễ thực hành. Phải là dễ thực hành đâu, cũng là những cái cũ mình chỉ là như ôn lại, đúng không? Ôn lại thôi. Thì bài kinh này trong tập A Hàm 3, tập A Hàm quyển 3, bài kinh có tựa đề là Tự Niệm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh thiền tứ tư duy, tự nghĩ: thế nào là tự thương yêu mình, thế nào là không tự thương yêu mình? Lại nghĩ: nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này không tự thương yêu mình. Nếu người nào thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, nên biết những người này tự thương yêu mình. Sau khi từ thiền tịnh dậy, vua đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: thế nào là tự thương yêu, thế nào là không tự thương yêu? Rồi lại nghĩ: nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này không tự thương yêu mình. Nếu người nào thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, nên biết những người này tự thương yêu mình. Phật bảo Đại Vương: đúng vậy Đại Vương, đúng vậy, đúng vậy Đại Vương. Nếu người nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này không tự thương yêu. Dầu cho họ tự nói tự thương yêu, nhưng thật ra không phải tự thương yêu. Vì sao? Vì không có điều xấu ác nào mà người bạn xấu ác làm cho không phải là điều không là thân thương đối với người mà nó không thân thương. Không phải là điều được yêu mến đối với người mà nó không yêu mến. Cho nên những người này không phải tự thương yêu mình. Lại nữa Đại Vương, nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, nên biết những người này tự thương yêu mình. Dầu cho những người này tự nói không tự thương tiếc thân mình, nhưng họ thực ra những người này tự thương yêu mình. Vì sao? Vì không có điều tốt nào mà người bạn tốt làm không phải là đáng thân đối với người mà nó thân, không phải đáng yêu đối với người mà nó yêu. Cho nên những người này là người tự thương yêu mình. Bây giờ Thế Tôn nói kệ bảo rằng: tự thương mình không nên tạo ác hạnh, vì nhân không ác hạnh nên đã được an lạc. Bảo rằng: tự thương mình quyết không tạo ác hạnh, người tạo mọi nghiệp thiện nên đã được an lạc. Nếu ai tự yêu mình, khéo hộ mà tự hộ, như vua khéo giữ nước ngoài canh phòng biên giới. Nếu ai tự yêu mình, khéo tự giữ báu vật, như vua khéo giữ nước
Trong canh giữ thành quách, như tự giữ bảo vật, sát na không gián đoạn. Sát na nếu thiếu lo, được ác chịu khổ mãi. Phật nói kinh này xong, vua Ba Tư Nặc nghe những lời Phật dạy, quan hỷ tùy hỷ đảnh lễ rồi ra về. Thì cái bài kinh này đã chúng thấy đó là chuyện vua Ba Tư Nặc. Thời Phật tại thế thì có ông vua Ba Tư Nặc, ông là một cái người rất là kính Phật và tăng đoàn đương thời. Thì trong kinh nói là ông ban đầu không tin Phật, không, nhưng mà sau này được Phật nhiếp quá rồi, cái niềm tin ông rất là mạnh đối với Phật và tăng đoàn, rất là mạnh. Cho nên ông đi tới đâu ông thấy cảnh cái gì, cảnh như cảnh yên tĩnh của núi rừng, không, thì ông nhớ tới Phật và tăng đoàn. Cho nên đi tới chỗ nào ông cũng nhớ Phật và tăng đoàn hết. Cho nên cái niềm tin của ông cấp cô độc rất là mạnh mẽ, hay là mãnh liệt đối với Phật và tăng đoàn. Thì ông một hôm ông ở ông thiền tịnh, tức là ông suy gẫm trong cái sự yên tĩnh vắng lặng đó, thì ông nghĩ rằng đó, nghĩ cái người nào là tự thương yêu mình và thế nào là người không tự thương yêu mình. Thì ông mới nghĩ như thế này: nếu người nào thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, nên biết người này không tự thương yêu mình. Nếu người nào thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, nên biết như người này tự thương yêu mình. Đó, thì đây chúng thấy nè, ông suy nghĩ như vậy rồi ông đến hỏi Phật. Hỏi Phật, ông suy nghĩ ông nói như vậy đó, cái người mà thương yêu mình và cái người không thương yêu mình, thì Phật mới trả lời với ông là đúng vậy đại vương. Nếu người nào hành ác hạnh, thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết như người này không tự thương yêu mình. Thấy không? Cho nên Phật ở đây mới nói nè, dầu cho tự nói là tự thương yêu, nhưng thật ra không phải tự thương yêu. Vì sao? Vì không có điều ác nào mà người bạn xấu ác làm cho không phải là điều không là thương yêu đối với người mà nó không thương yêu. Phải không? Tức là cái người xấu ác đó đó, cái người xấu ác đó làm những cái điều cho những người mà họ không có thương yêu đó, cho những người không thương yêu đó, mà họ đem những điều thương yêu để mà cho những người thương yêu đó, cái người họ không thương yêu đó, họ có dễ làm không? Đem những điều thương yêu đến với cái người mà họ không thương yêu đó, họ có dễ làm không? Không có dễ làm, đúng không? Rồi Phật nói tiếp á, là không phải là điều được thương yêu, được yêu mến đối với người mà nó không yêu mến, phải không? Tức là thêm nữa là không phải là những điều mà được yêu mến á, cái điều tốt đẹp khi mà đối xử với cái người mà nó không yêu mến. Ha. Tức là nói tóm lại là thí dụ như thế này. Thí dụ như mình ghét người A đi. Mình ghét người A đó, mình không ưa người A, thì có bao giờ mình gọi là tốt với người A không? Khó lắm phải không? Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó. Cái người mà mình không ưa, không thích đó, thì không bao giờ mà mình gọi là sự tốt với cái người mình không ưa. Thấy không? Cho nên ở đây đó là ông Vua Ba Tư Nặc đó, ông nói là nếu mà mình biết tự thương yêu mình đó, tự thương yêu mình đó, thì nói chung là mình hành thiện, mình làm thiện trên ba nghiệp. Thấy không? Làm thiện trên ba nghiệp. Mà cái người hành thiện trên ba nghiệp á, là cái người biết thương yêu mình. Còn cái người mà không biết hành thiện đó là cái người đó không tự thương yêu mình, coi như là ghét mình đó. Thấy không? Thì quý Phật tử thấy đó, tại sao vậy? Tự gì đó là cái người
mà thương mình đó, thương yêu mình đó, thì luôn luôn mình làm những biết lo cho những cái người mà họ mình thương yêu họ, phải không? Thì ở đây cái người mà biết thương yêu mình đó là cái người luôn luôn làm lành, luôn luôn làm lành để làm chi? Để tương lai sao? Tương lai được an ổn, đúng không? Tương lai được an ổn. Còn nếu mà mình không biết thương yêu mình hành ác đó, làm điều ác đó, thì tương lai nó bất ổn, tương lai không an ổn. Mà tương lai không an ổn đó, thì đó là mình không biết thương mình, đúng không? Không biết thương mình, tức là mình không biết thương mình tạo những cái nghiệp xấu, nghiệp ác, để rồi tương lai phải chịu lấy quả báo xấu và báo ác. Như vậy là mình không biết thương mình đó, để phải chịu, trong tương lai phải chịu khổ đau kịch liệt như vậy, đúng không? Còn bây giờ mình biết thương yêu mình đó, thì sao? Mình tạo những cái nhân lành, tạo những là nhân lành để rồi cái quả tương lai đó nó được an ổn, được an lành đến với mình trong tương lai. Đó là mình biết thương yêu mình đó. Ai không thưa đại chúng? Thì trong trong ngữ lục đó có một câu câu chuyện của ngày của ông cư sĩ, ông cư sĩ tên là Hồng Liêm, dường như cư sĩ tên, ông cư sĩ tên Hồng Liêm, Hồng Liêm Châu. Thì ông ấy hỏi ngài Ma Tổ đó, hỏi là bạch hòa thượng, ngài Ma Tổ là một vị thiền sư rất là nổi danh đương thời, vào cái thời thời Đường đó. Thì ngài Ma Tổ á là chú một cái dùng gian tay, cho nên á ngài rất là nổi tiếng về những đề cơ phong thiền đó, cơ phong thiền đó. Thì ngài Ma Tổ tuyệt vời lúc đương thời. Thì ông Hồng Liêm này đó, ông mới hỏi gì chứ bạch hòa thượng, ăn chay hay ăn mặn nên hay là không nên? Ăn chay ăn mặn đó là nên hay là không nên? Thì ngài Ma Tổ người mới nói đó như thế này, đối với Hồng Liêm là ngài nói là ăn chay là cái phước của ông, ăn mặn là cái lộc của ông, đúng không? Ăn mặn là cái lộc của ông, ăn chay là cái phước của ông. Bây giờ mình nói cái người có phước á, có phước thì họ rất an ổn, đúng không? Không có bị gọi là tai nạn nó dồn dập đến với mình, đó gọi là có phước, đúng không? Còn cái người thiếu phước thì sao? Tai nạn ập về, đó là những cái người thiếu phước, đúng không nè? Thiếu phước đó, cho nên tai nạn cứ đổ về, nó dồn dập đến với mình, đó là cái người thiếu phước, đúng không? Thì đại chúng thấy đó, ăn chay ăn mặn, mình ăn mặn á thì ngài Ma Tổ nói đó là cái lộc của ông, có mình ăn, đúng không? Có ăn nhưng mà phải chịu quả báo không? Chịu không? Mình phải nợ mạng nợ máu không? Mình ăn thịt con này ăn thịt con kia mình có nợ không? Nợ không? Nợ từ đây chúng. Cho nên hồi trước mà Tính Khang nghe cái bộ băng của Thượng Di Luật đó, ngày giảng với Bồ Tát Giới đó, Bồ Tát Giới đó, thì vấn đề mặt thịt chúng sanh đó, đàn thịt chúng sanh, thì ở trong cái giới Bồ Tát có một cái giới là từ đây đến tận vị lai đó, thấy không? Thọ người thọ Bồ Tát Giới đó, không có gọi là làm chúng sanh đau khổ, thấy không? Làm chúng sanh đau khổ. Cho nên cái người mà thọ Bồ Tát Giới rồi, cái người đó phải ăn chay trường. Người đang sai ăn chay trường nghe. Chứ đôi khi các vị không biết là rồi thọ Bồ Tát Giới rồi ăn tùm lum đó không được. Tại tinh thần Bồ Tát Giới là chúng biết mang tư tưởng đại tha, cho nên làm không bao giờ làm chúng sanh đau khổ. Thấy chúng sanh đau khổ là phải giúp chúng sanh liền, không có nói là làm chúng sanh đau khổ,
mang tư tưởng lợi tha, Bồ Tát giới mà, không đơn giản đâu. Đó, cho nên có cái điều giới đó là không làm chúng sanh đau khổ. Đó, và bây giờ đó mình thọ Bồ Tát giới rồi, thí dụ như vậy đi, thì Hòa Thượng ngài nói đó, có Phật tử hỏi rằng đó, là vấn đề ăn chay ăn mặn, phải không? Hỏi Hòa Thượng vấn đề ăn chay ăn mặn á, thì Hòa Thượng mới nói mình ăn con thì nợ con, ăn miếng thì nợ miếng, phải không? Ăn miếng nợ miếng nha, ăn con thì nợ con. Hòa Thượng nói vui vui đó, mà thật sự nó phải là như đó, là như vậy. Mình ăn nợ mạng nợ máu, đúng không? Là nó phải đòi à, thoát không được đâu, không được. Thì vậy đại chúng thấy đó, là mình nợ mạng nợ máu chúng sanh, cắt cổ nhổ lòng, phải không? Cắt cổ nhổ lòng phải nướng trên than hồng đó, thì mình giết nó đó, mình thỏa mãn cái vị giác của mình, ăn cho ngon, đúng không? Mình vô tình mình nợ mạng nợ máu, mà nợ mạng nợ máu đòi không, thưa đại chúng? Nó đòi nha. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm đó, Phật có nói đó, là cái mình giết dê, ha, mình giết dê, mình rồi tương lai á, dê đi giết lại mình, thấy không? Cho nên đừng nói rằng đó là cái nhân quả không có. Để chúng nhớ điều này, đừng nói rằng nhân quả không có. Cái vấn đề giết hại chúng sanh rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, thưa đại chúng. Thường là cái con vật đó, thường là mình dùng cái gì, cái sức mạnh của mình đó, mình cướp mạng nó. Có con cá, con gà, con heo, con bò, nó có để cho mình giết không? Mình rượt, mình đuổi ra, đuổi tới cùng, không? Đuổi tới cùng trong hang cùng ngõ tận để mà bắt nó, cắt cổ nhổ lòng giết nó chết. Chứ còn con gà, con vịt, con cá nào mà để giết tôi đi, không? Nó đứng yên cho mình giết đâu, đúng không? Không bao giờ có đứng yên cho mình giết đâu. Mình bắt nó, mình đuổi nó phải tận cùng để cướp mạng sống của nó, không? Con gà, con cá, con heo, con bò, con nào có thân rồi cũng sao, cũng gọi là muốn sống, tham sống sợ chết, ai cũng vậy hết. Mình có tham sống sợ chết không? Mình có tham sống sợ chết không? Đúng rồi, mình cũng giống như nó thôi, đúng không? Ai mà lợi nói đưa cổ cắt mình dám, mà mình đâu có cho, đúng không? Mình không có cho. Cho nên có mạng ai cũng tham mạng sống và sợ chết, tham sống và sợ chết, con vật cũng giống như vậy. Cho nên mình giết nó thì nó sao? Nó ôm ấp hận thù đó, ôm ấp hận thù đó để rồi quay ra lại giết lại. Thì chúng nhớ câu chuyện mà câu chuyện trong kinh Hiện Ngu đó, là có cái chuyện là vua Ba Tư Nạc đó, ông giết 5 người con trai của Bà Tỳ Sát Hư. Hôm trước hồi xưa có kể đây chưa? Chưa hả? Tức là 5 người con trai của Bà Tỳ Sát Hư này rất là giỏi, làm như trước của vua Ba Tư Nạc. Làm dưới trướng thì cái người bà con quan cận thần đó mới là muốn nói như lời dèm pha để mà tại cái người thanh niên này ganh ghét với 5 người con bà Tỳ Sát Khư đó, ganh ghét cái tài đó, thì mới gọi là tâu rỗ vua Ba Tư Nạc. Tao rỗi với Ba Tư Nạc là mới du khống cái chuyện mà 5 người con Bà Tỳ Sát Khư này cho Ba Tư Nạc nghe.
Ba Tư Nặc mới giận quá, tôi giận quá mới đem 5 người con Ma Tỳ Sa Cư này chặt đầu hết, chặt đầu hết giết. Thì cái ngày đó đó là bà Tỳ Sa Cư đó, bà mời Phật và tăng đoàn về tại tư gia của bà để mà bà cúng dường ngọ trai. Thì lúc bấy giờ đó, cái người quan cận thần vua Ba Tư Nặc đó, Ba Tư Nặc đó thì mới mang một cái tráp, cái tráp trong đó 50 thủ cấp của 5 người con Bà Tỳ Sa Cư, thì mang đến ngay trong cái buổi ngọ trai đó để mà mang đến cho Bà Tỳ Sa Cư. Thì Phật mới thấy, biết rồi, Phật nói Bà Tỳ Sa Cư khoan hay mở tráp để thọ trai xong rồi Phật thuyết pháp xong rồi đó. Tư thường đó, thọ trai xong rồi Phật thuyết pháp cho gia chủ nghe. Thì khi mà thuyết pháp xong rồi, nghe cái buổi thuyết pháp đó, Bà Tỳ Sa Cư bà chứng Tu Đà Hoàng, chứng quả Tu Đà Hoàng đó. Thì sau đó Phật mới cho Bà Tỳ Sa Cư mở cái tráp ra. Thì mở tráp ra thì bà mới thấy 5 cái thủ cấp của con bà nằm trong cái tráp đó. Nhưng mà bà sao, bà chỉ nghe một cái nhối lòng thôi, nhối lòng thôi thì thôi, bà ngưng. Ai một người mà chứng Tu Đà Hoàng rồi á thì họ biết vấn đề nhân quả, họ tin vấn đề nhân quả rất là sâu, cho nên không phải là quán trách ai trên á, không quán trách. Nhưng mà đau lòng khi mà thấy 5 người con mình giết, bị giết vậy thôi, cho nên bà tin sâu như vậy, biết đây là vấn đề nhân quả. À, thì nhân đó Phật mới nói vấn đề nhân quả, nói vấn đề nhân quả là Phật nói về lâu xa về trước đó, thì có một cái người, 5 cái thanh niên này đó đến một cái nhà bà già ha, đến nhà bà già mượn dao để giết trâu. Thì 5 cái chàng thanh niên này đi trộm trâu, trộm trâu rồi kéo con trâu về nhà của cái bà này, bà già góa nè, để mà mượn dao giết con trâu. Khi mà mượn dao giết con trâu rồi đó thì sao, thì mới lấy thịt trâu để mà nấu nướng ăn. Nấu nướng ăn thì cho cái bà già này á một phần. Thì bà già này bảo tùy hỷ, bà cho mượn dao nè, cho mượn thớt nè, cho này nọ. Thì bà nói nhờ mấy cậu mà già này được bữa no nê, phải không? Chỉ là tùy hỷ vậy thôi. À, 5 chàng thanh niên này đó, phải không? 5 chàng thanh niên trộm một con trâu, giết trâu, mượn dao, mượn thớt bà già này. À, bây giờ đó, trong vô lượng kiếp, từ xưa tới giờ bây giờ gặp lại để mà trả nợ với nhau. Nợ với nhau thì Phật mới hợp pháp lại đó. Con trâu là ai? Con trâu là ai? Vua Ba Tư Nặc, phải không? Còn cái bà già là ai? Bà Tỳ Sa Cư, phải không? Còn 50 chàng thanh niên đó là bây giờ là ai? 5 người con bà Tỳ Sa Cư, phải không? Thì vô lượng kiếp là chúng thấy không, vấn đề nhân quả rất kinh khủng đó. Thì bây giờ Ba Tư Nặc là con trâu hồi xưa đó, rồi giết nó thì giờ nó sao? Nó giết lại, phải không? Giết 5 người để lại, hồi xưa 5 chàng thanh niên giết nó, bây giờ nó giết lại. Đó, thì là chúng thấy đọc trong gọi là trong kinh đó, nhất là những câu chuyện mà tiền thân hoặc kinh bổn sanh bổn sự đó, thì kể vấn đề nhân quả rất là nhiều. Đó, cho nên cái người mà tu đó, nếu mà cái người biết thương mình đó, thì đừng bao giờ tạo nhân xấu. Đừng bao giờ tạo nhân xấu, là người biết thương yêu mình. Còn cái người mà tạo nhân xấu là cái người không biết thương yêu mình, phải không? Thì ở đây Ba Tư Nặc mới nói rằng đó, cái người mà thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, phải không? Đó là cái người không biết thương yêu mình, phải không? Bây giờ thân mình nói ác, thân mình làm ác, đúng không? Miệng mình nói ác, ý mình nghĩ ác, thì mình làm theo những cái đó thì sao?
cái quả xấu trong tương lai, tức là mình không biết thương yêu mình. Mình phải để cho cái di quả khổ đau đến trong tương lai là mình không biết lo cho mình, không biết thương yêu mình trong tương lai. Còn nếu mà bây giờ mình thân hành lành, ý hành lành, miệng nói lành, miệng làm lành đó, thì sao? Trong tương lai được cái an ổn không bị khổ đau trong tương lai, thì đó là mình biết thương yêu mình. Thấy không? Thì bây giờ để chúng thấy đó, là cái đoạn mà Phật nói đó, là Ngài nói bài kệ đó, bảo rằng tự thương mình không nên tạo ác hạnh. Phải không? Vì nhân không ác hạnh nên đã được an lạc. Tức là mình không có tạo nhân ác đó thì mình sẽ được an lạc trong tương lai, an vui trong tương lai. Còn nếu mà mình tạo ác thì sao? Cái tương lai phải chịu khổ báo, chịu khổ báo, bất an trong tương lai. Rồi bảo rằng tự thương mình quyết không tạo ác hạnh. Người tạo mọi nghiệp thiện nên đã được an lạc. Không? Cái người mà tạo làm nghiệp thiện thì chắc chắn tương lai sẽ được an ổn, an lành. Nếu ai tự yêu mình, khéo hộ và tự hộ, như vua khéo giữ nước ngoài canh phòng biên giới. Thấy không? Để chúng thấy là cái người mà khéo giữ nước á, là phải canh phòng cái biên giới, giặc nó tới thì phải sao? Phải ngăn liền, đúng không? Phải ngăn liền. Ví dụ bây giờ đó, cái ý của mình, ai chửi mình đó, thì mình sao? Giặc tới đó. Ai đánh mình á, giặc tới đó, phải không? Ai vu khóc mình đó, phải giặc tới không? Giặc tới thì mình phải ngăn liền. Mình muốn chửi người ta lại đó thì sao? Ta chửi mình thì ngăn liền, thôi đừng chửi, phải không? Đừng chửi, mình phải quán chiếu. Ví dụ nhờ cái lời nói nó không có thiệt, ví dụ như vậy đi, lời nói không có thiệt, nó qua tay nó mất, không có giá trị gì thật hết. Ví dụ người ta nói mình ngu, và người ta nói mình ngu mà đem với cái từ đó nói cho người Mỹ hay người Tây họ nghe đó, họ cười chứ họ đâu có giận đâu, phải không? Họ cười, họ không giận gì hết trơn. Thì như vậy đó, mình biết cái lời không ý nghĩa nha, đúng không? Cái lời không ý nghĩa mà do mình chấp đó nên trở thành vấn đề. Mình giận lên mình sân, mình nói, họ nói mình ngu, mình phải trả lời câu gì cho hơn cái câu ngu đó nữa, đúng không? Hoặc là người ta tát mình bạt tay 5 kg, cái mình giận quá, mình sùng quá, mình tát vào là 7 kg, không, tát là 7 kg đó. Hoặc là như thế nào đó, mình giết con này con nọ đó ha, thì cái đó là mình sao? Đó là mình là bị giặc bên ngoài nó xâm lấn rồi đó. Mình giết con này con nọ để mình ăn, mình ăn mình thì sao? Nó là giặc gì đây, chúng biết không? Giặc tham ăn đó, phải không? Cho nên mình phải ngăn ngừa, giặc nó tới đó phải dừng liền, phải dừng liền. Bây giờ mình muốn giết con đó để mình ăn, thôi ngừng, không giết, nó là giặc đó, không, giặc đó mà mình giết nó là nó giết lại mình, thấy không? Cho nên ở đây nói là cái người mà khéo giữ nước đó, ngoài canh phòng biên giới phải ngang, phải luôn luôn phải có sự tỉnh sáng chiếu soi ở nơi mình, để mình biết rồi cái gì nên làm và không nên, không nên làm. Đó là cái trí tuệ phải luôn sáng suốt chiếu soi đến mọi việc xung quanh. Đó là cái người biết canh phòng giữ cái biên giới của mình, đừng cho giặc ngoài xâm lấn. Nếu ai tự yêu mình, khéo tự giữ báo vật, như vua khéo giữ nước, trong canh giữ thành quách. Không, tức là phải biết tự giữ gìn mình, đừng cho những cái giặc ở ngoài, giặc ngoài xâm lấn, xâm lấn nữa vào bên trong mình, phải không? Cho nên các tổ thường hay dạy là sao? Muốn an ổn là rất là dễ, rất là dễ, là chỉ một câu gì thầy chúng biết không? Muốn mình được an ổn, muốn mình được an nhiên tự tại, có nghĩa là các ngài nói là khi nào căn và trần không đến nhau đó thì sao? Thì ngay đó là giải thoát, phải không? Ngay đó là giải thoát, ngay đó là an nhiên, đó là tự tại, ngay đó là tự tại, ngay đó là an nhiên, phải không? Chỉ là sáu căn xúc đôi sáu trần mà không bị trần cảnh tác động chi phối
ngay đó là an nhiên, ngay đó là an ổn, ngay đó là giải thoát mà thôi. Cho nên ông Bằng Lộc Quẩn đó, Bằng Lộc Quẩn mà ông hỏi ngài Ma Tổ đó, Ma Tổ là hỏi là thế nào là người không cùng muôn pháp làm bạn, cái người đó như thế nào? Thì ngài Ma Tổ ngài trả lời một câu: khi nào hớp một hớp nước á mà cạn cái sông Tây Giang này đó thì ta sẽ dị ông mà nói. Bây giờ là chúng thấy hớp một hớp nước mà cạn cái sông Tây Giang hớp được không? Hớp được, phải không? Thì bây giờ ông hỏi á là cái người không cùng muôn pháp làm bạn là cái người đó như thế nào? Bây giờ cái người mình cùng muôn pháp làm bạn không? Muôn pháp mình nè, đối với cảnh trần đó có làm bạn không? Muôn pháp tức là muôn muôn sự muôn việc ở trong cuộc sống này đó, khi mà nó đến với mình đó, mình có làm bạn với nó không? Ở ngoài là cái trí á, thì trong này đó là sao? Đó là cái chóe á, không? Tức là nó ứng với nhau, nó ứng thành đó, đúng không? Ở ngoài tác động ở bên ngoài, bên này là theo liền, đúng không? Đó là cùng vô pháp làm bạn. Còn cái người mà không cùng vô pháp làm bạn đó, căng với tác động với trần đó mà không làm bạn với nhau đó, thì ngay đó là sao? Là cái người chân thật, phải không? Là người chân thật nằm ngay đó thôi. Đó là sự giải thoát, là sự thanh tịnh, là an ổn nằm ngay chỗ đó, đúng không? Đó là cái người không cùng pháp làm bạn. Còn nếu mà có làm bạn là sao? Bị trần cảnh tác động, mà trần cảnh tác động rồi tham sân si phiền não nó bắt đầu nó dấy theo, đúng không? Dấy theo rồi tạo nghiệp theo cái ý nghĩ của mình, phải không? Đó, thì đại chúng thấy á, thấy là nghe nói thì dễ nhưng mà làm thì dễ hay khó? Làm khó, phải không? Đó, thì ở đây là chúng thấy đó là ngài Phật nói á, nếu ai tự yêu mình, khéo tự giữ báu vật, như vua khéo giữ nước, trong canh giữ thành quách. Tức là luôn luôn bao giờ cũng phải có sự tỉnh sáng, quán xét, và luôn luôn á, giác tỉnh từng giây từng phút, từng luôn luôn như vậy thì giặc đến có cái để mình hóa giải, không? Giặc ở bên ngoài tác động, biết để hóa giải nó, không theo, không phân biệt để mà đắm chấp thủ xạ trên đó, ha. Rồi ngài nói tiếp là như tự giữ báo vật, sát na không gián đoạn, sát na nếu thiếu lo đường ác chịu khổ mãi. Đó, tức là ngài nói là tự giữ báo vật. Báo vật ở đây không có gì lạ, thì báo vật là khi mà căng trần đến với nhau á, căng trần đến với nhau không bị dính mắc, thì ngay đó là báo vật, là người không cùng muốn phá làm bạn, không? Là Phật tánh, là chân tâm nằm ngay chỗ đó thôi, không gì khác hết, phải không? Đó, cho nên người giữ báo vật là sát na không có gián đoạn thì mới được. Còn sát na nếu thiếu lo đó, thiếu không cẩn trọng, không có giác tỉnh đó, thì được ác chịu khổ mãi. Không giác tỉnh đó thì sao? Thì trong sát na đó thiếu cái sự mà gọi là quán chiếu và lo lắng sự tu của mình đó, thì được ác nó chịu khổ hoài, thấy không? Bây giờ là chúng thấy đó, trong nhà thiền đó thì sao? Bây giờ mình bỏ cái ác để làm cái thiện, đúng không? Bỏ ác làm cái thiện, thì tiến xa hơn đó, cái người biết thương mình đó là lo mình nhiếp tâm giữ thành trên bằng nghiệp của mình, đó là thân miệng dĩ, phải không? Thân miệng dĩ luôn luôn phải chăm lo ba nghiệp của mình, đừng để trần cảnh tác động, phải không? Khi mà cái nghiệp ác dấy động mình làm theo thì bỏ đi, đừng có làm. Nếu mà bỏ đi mình không làm thì cái sự an ổn nó có trong tương lai. Còn bây giờ mình đó, tiến sang bước nữa là mình không làm ác, mình luôn làm thiện. Nhưng mà luôn làm thiện rồi phải sao nữa?
Tức là mình làm thiện, mình sao mình tiến xa chút xíu nữa, làm thiện mà không thấy mình làm thiện, thấy không? Không thấy mình làm thiện thì mình làm thiện được rất là nhiều, thấy không? Đó là tiến xa trên cái vấn đề mà tu cao hơn nữa đó. Thì như vậy, khi mà Phật nói xong rồi, Vua Ba Tư Nặc nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành, rồi ông mới ra về. Thì ở đây á, ốm lại đó, thì cái bài kinh này đó, thì căn cứ trên ba nghiệp, mình tu trên ba nghiệp, thấy không? Tu trên ba nghiệp thôi, biết thương mình nè, nơi thân, nơi miệng, nơi ý, đừng bao giờ tạo ác, thấy không? Đừng bao giờ tạo ác là mình biết thương mình. Còn nếu mà trên ba nghiệp mình tạo ác đó, thì đó là mình không biết thương mình trong tương lai, phải chịu cái cảnh khổ trong tương lai. Khi mình không biết giữ gìn ba nghiệp, tạo những cái nhân xấu nhân ác, thì tương lai nó sẽ khổ. Tương lai sẽ bị những cái họa hoạn sẽ đến với mình. Còn nếu mình biết gìn ba nghiệp á, làm lành làm thiện, thì tương lai mình sẽ được an ổn. Và đây chúng thấy đó, và muốn được an ổn đó thì mình sao? Thứ nhất đó là mình phải gần gũi thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức tức là những cái người bạn lành, những người bạn lành, mình gần gũi những người đó đó, mình sẽ học được những cái điều hay lẽ phải ở những người thiện lành này, thấy không? Người thiện lành này. Cho nên á, mình luôn luôn phải cận kề các vị thiện tri thức để mà học hỏi, thấy không? Học điều lành và mình quân tập điều lành và mình làm điều lành, thấy không? Còn mình đừng bao giờ mà gần gũi ác tri thức, thấy không? Mình chưa đủ sức gần gũi ác tri thức thì đừng có gần, thấy không? Để chúng biết đó, khi mà đủ lực rồi đó, cái sức mình đủ đó, thì mình gần ác tri thức để làm gì? Những người ác đó để gì? Để mình tiến lên đủ sức để mình thứ nhất đó là mình tiến lên được đủ lực rồi đó. Họ không kéo mình, họ không kéo mình được đâu. Thì mình đủ khả năng để mình tiến lên trên đường giác ngộ thành Phật. Còn nếu mình chưa đủ lực á, thì ác tri thức họ nghi mình, ác thức họ nghi mình đó, họ kéo mình đó, đúng không? Là chúng thấy đó, thí dụ như bây giờ đó mà mình gần những cái người hiền lành đó, mình gần họ đó, thì mình có hiền lành không? Mình hiền lành giống họ đó, lâu ngày và tháng lành à. Nhưng mà mình gặp những cái người mà xấu ác đó, mình gần mình chơi với họ, mình trở thành như họ hồi nào không hay, tám rồi đại chúng. Ví dụ bây giờ mình nói cái người mà gọi là nói chuyện liên thiền đó, không? Nói chuyện liên thiền, hoặc là cái người hay mà nói xấu người này, nói xấu người kia, thí dụ như vậy đi, thì mình gần những người đó mình sao? Lâu ngày cũng giống như họ, đúng không? Lâu ngày cũng giống như họ vậy đó. Cái người mà nói nhiều, gần những người đó lâu ngày cũng sẽ nói nhiều. Cái người mà cái tật mà hay đi nói người này người nọ đủ thứ ha, lâu ngày cũng giống như họ, hồi nào cũng hay. Cho nên trong kinh Phật có nói là gì? Phật có nói là cái người mà khi đối với A Nan đó, đối với A Nan hỏi gì chứ ông A Nan đó, bây giờ ông vào chợ hương đó, cái chợ người ta bán hương đó, hương đốt nè, hương thơm nè, phải không? Ông mà vào chợ bán hương đó, thì khi ông ra đó, ông ra khỏi chợ đó, thì cái thân của ông đó, nó có mùi gì? Nó có mùi hương thơm, nó thấm trên thân trên áo, phải không? Còn khi ông vào chợ cá đó, giờ chợ cá thì sao? Cái mùi tanh của cá nó thấm trên quần áo ông à, đúng không? Thấm vào. Cho nên đó là trong Quy Sơn đó, thì Quy Sơn thì cũng dạy đó, vấn đề tu của mình đó rất là quan trọng, phải tìm lựa bạn mà chơi. Cho nên Phật ngài Quy Sơn ngài dạy đó là ở phải chọn nơi, chơi phải lựa bạn, thấy không?
Còn mình mà chưa đủ sức mà mình gọi là cái lực, cái người ác họ mạnh quá họ ghì mình à, phải không? Khi nào đủ lực rồi đó, đủ sức rồi đó, chơi để mình chuyển qua họ, còn chưa đủ sức là họ chuyển mình, phải không? Đó, cho nên đại chúng thấy á, là trên đường tu chúng ta rất là cần thiện tri thức, rất là cần thiện tri thức nha. Cho nên gặp người bạn lành bạn tốt thì trên đường lành mình luôn làm lành, còn gặp những cái người mà xấu á thì sao? Thì thôi kính nhi viễn trì, kính nhi viễn trì, mình không có đủ lực, mình gần họ hồi họ họ kéo mình họ giống họ, nên kính nhi viễn trì, kính chắp tay, nhưng mà mình không có gần, không có học vậy thôi đó. Để chúng thấy đó là ngài Quy Sơn ngài mới nói đó, chơi bằng bằng lành hay bằng ác giống như là người đi trong sương mốc. Để chúng thấy đi trong sương đó, tuy không ướt áo nhưng mà sao lâu ngày sẽ ướt, tuy không ướt liền đó nhưng mà lâu ngày sẽ ướt áo. Thì chơi bằng lành bằng tốt cũng giống vậy đó. Ngài Quy Sơn ngày dạy ở phải chọn nơi chơi phải lựa bạn gần những bậc thiện tri thức, những người bạn lành, những người gọi là những người thiện tri thức đó, để giúp mình cùng nhau cùng tu cùng tiến. Còn những cái vị mà họ kỳ cục quá thì mình kính nhi viễn chi, mình không có tới gần, gần lâu ngày mình nhiễm giống như họ mà mình không hay, không. Cho nên cái đại chúng thấy đó là mình gần gũi thiện tri thức nè, mình học điều lành, mình quân điều lành, quân tập điều lành và mà thực hành điều lành, đó là mình biết tự thương mình, phải không? Còn mình gần, mình chưa đủ lực, mình gần những cái người nào mà họ kỳ cục đó là mình quân điều ác, mình sẽ làm ác, rồi tương lai mình sẽ khổ, tức là mình không có biết thương mình, phải không? Thì bây giờ tóm lại bài kinh Phật dạy đó là chỉ cần căn cứ trên ba nghiệp, không, căn cứ trên ba nghiệp để mà tu. Vì bên cạnh đó trong sự tu chúng ta cũng cần phải có thiện tri thức nữa, thiện tri thức để mà nương nhau đi tu. Còn những cái vị nào mà họ kỳ cục quá thì mình mô Phật chắp tay kính gì viện chi, không có gần gần họ nguy hiểm vô cùng đó. Thì đây chúng nhớ cuộc đời thì nó rất là nhanh, là nhanh, cái tuổi đời càng càng chồng chất. Vì vậy mà mình học Phật pháp rồi thì mình cần nương tựa những cái vị thiện tri thức, rồi lâu lâu mỗi tuần về để nghe quý thầy nhắc nhở hoặc ôn lại những cái gì mà Phật tổ đã chỉ dạy, cùng nhau tu cùng nhau tiến, phải không? Ở trên đường tu chúng ta phải coi là niềm tin đối với Phật pháp càng ngày phải được càng sâu càng vững, càng sâu càng vững. Cái đó là cái hướng đi gọi là tốt đẹp trong tương lai. Còn nếu mà mình mà không có niềm tin sâu đó, không biết Phật pháp đó, không an gọi là có cái sự gọi là cái pháp hỷ đó, pháp hỷ đó, từ từ tự mà lui sụp, tự lui sụp. Cho nên cái pháp lạc rất là quan trọng, pháp lạc rất quan trọng, thưa đại chúng. Cho nên học pháp rồi, học giáo pháp rồi đó mới thấy có niềm vui trong trong giáo pháp Đức Như Lai. Nhờ vậy mà mình tu lâu tu bền được, còn không sự an lạc từ từ tự thối tâm, tự lui tự sụp tự gãy đổ, không. Thì đó là cái bài kinh hôm nay nhắc nhở toàn thể quý Phật tử. Thì hết giờ rồi ha, rồi quý Phật tử mình nghỉ, hai quý Phật tử mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức xả chim ra so cho hết tê đúng vậy.